chỉ cần xoa cái này vào vùng xương khớp đang đau nhức một lúc sau sẽ thấy dịu đi rõ ràng bạn có muốn biết cách làm không chào các bạn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại dầu xoa bóp thảo dược hỗ trợ giảm đau khớp và nhức mỏi cơ rất tốt không lòng vòng nữa ngay sau đây là những thông tin cực kỳ có giá trị đối với người bệnh xương khớp hãy xem hết và đừng bỏ qua nhé cách làm như sau nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần là chanh lấy hai quả chanh cỡ vừa rửa sạch và gọt vỏ Vỏ chanh còn có thể cải thiện sức khỏe của xương vì chứa nhiều canxi và vitamin C, hỗ trợ duy trì mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương. Các chất chống oxy hóa trong vỏ chanh còn có thể giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát các rối loạn từ miễn dịch, trong đó có viêm khớp dạng thấp. Sau khi gọt vỏ chanh, hãy thái nhỏ nó ra miếng khoảng 2 đến 3 cm rồi bỏ vào một cái hũ sạch. Tiếp theo, đổ dầu ô lưu vào hũ sao cho ngập phần vỏ chanh. Đậy nắp hũ lại cho thật chặt. Để hỗn hợp ở nhiệt độ phòng khoảng 2 tuần là có thể dùng được, nhớ chọn những nơi không có ánh nắng mặt trời chiếu vào nhé. Dầu ô liu có tác dụng hòa tan các vitamin, tinh dầu tiết ra từ vỏ chanh dễ dàng thẩm thấu vào trong khớp, làm xoa dịu các cơn đau. Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Bạn có thể bọc nó lại trong một chiếc túi xi măng và đặt ở hốc tủ để ánh sáng không lọt vào. Hỗn hợp này còn rất công hiệu cho những trường hợp tổn thương xương khớp như bong gân, chấn thương vì hoạt động hay vận động mạnh. Cách sử dụng cũng cực kỳ đơn giản. Hãy rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước ấm trước khi bắt đầu. Hiệu quả sẽ tốt hơn đấy. Thoa trực tiếp hỗn hợp này lên vùng bạn đang cảm thấy đau. Thực hiện các động tác xoa bóp nhẹ nhàng để hỗn hợp dễ dàng thẩm thấu hơn. Đặt một túi ni lông lên vùng bị đau để giữ hỗn hợp lưu lại trên da lâu hơn. Cuối cùng, cố định nó lại với băng gạc y tế trong khoảng 4 tiếng. Bạn sẽ thấy cơn đau khớp thuyên giảm nhanh chóng chỉ sau lần thực hiện đầu tiên. Nếu thực hiện cách này đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần thì những cơn đau khớp cứng đầu sẽ không còn tìm đến bạn nữa.